0 giờ của ngày 1 tháng 1 năm 2020. Giờ ở đây thì là mình đang ở cái thành phố cổ tên là Wattenbüttel. Ở đây thì mọi người đang đốt pháo rất là nhộn nhịp khắp nơi luôn. Wow. Ở Đức thì khác, ở Việt Nam là người ta được đốt pháo tự do các bạn, cho nên là hôm nay không có nhà nào cũng đốt pháo hết. Bây giờ mình đang đi ra con đường lớn để qua nhìn. Wow. Giờ mình đi và thấy rất là sợ. Người ta đốt pháo khắp nơi. Từ hai bên đường người ta được tự do đốt pháo, chứ là họ có đứng ngoài đốt thôi. Đi còn cứ phải tránh nó rớt vô đầu là chi. Wow.